Chào các bạn đến với kênh của Tuấn. Hôm nay gia đình mình đi chơi hầm hô, sẵn tiện là quay lại bên trong hầm hô có gì cho các bạn xem chơi cho vui nhé. Còn đây là cái bán vé giữ xe. Đi hầm hô thì các bạn đừng nên cầm đồ ăn theo như các bạn, nếu không thì họ sẽ không cho đem đồ ăn vào. Nhà mình thì không biết này. Đấy. Thì bây giờ phải ra ngoài ăn hết đồ ăn cầm theo rồi mới đi vô. Tất cả gia đình đều như thế, tại vì lần đầu đi cũng không biết các bạn, cho nên là các bạn lưu ý nhé. Còn đây là cái bảng chỉ dẫn để vào khu du lịch hầm hô, có các trò chơi hoặc là cái chỗ mà chúng ta đỡ tham quan. Bên đây thì nó có một cái nhà vệ sinh với cái chỗ bãi giữ xe ô tô nha các bạn. Đây các bạn, bên ngoài thì nó có cái hồ sen nha các bạn. Hồ sen phía dưới đây mà thấy toàn nước với cá thôi chứ cũng chẳng thấy sen đâu cả các bạn. Có một hai cây sen lêu bêu kìa, còn cá thấy một đàn cá vàng khá đẹp rồi. Đấy chưa, cá đẹp cực kỳ các bạn ơi. Một đàn cá vàng nó bơi khá là đẹp ha. Nhưng mà hồ sen nhưng mà cũng chẳng có sen đâu cá. Nhưng dù sao thì bù lại cái đàn cá này cũng đẹp rồi. Trời hôm nay thì nó hơi mù nhé các bạn. Chỗ đây này nó có một cái chỗ đỡ ra ngồi hóng mát rồi các kiểu. Bên đây cũng vậy, mà bên đây nó có mấy chi hồ sen nhưng mà chẳng thấy cái sen đâu kìa các bạn. Còn đây là cái cổng vào hầm hô. Nói chung mà đợi tí nữa mình sẽ tới mình xem cái bán vé thử bao nhiêu nhất bạn, ngày Tết thì nó có đắt hơn ngày thường hay không. Cái bán chú ý không mang thức ăn đồ uống này, chiếu bạc này. Còn phía dưới thì cái bán đỡ chống dịch, bởi vì hiện tại thì dịch bệnh cũng đang khá là phức tạp ở các tỉnh lớn. Bình Định thì vẫn đang nằm trong vùng an toàn, cho nên là mọi người vẫn đi du lịch khá là đông. Trước mặt mình là cái quầy mua vé các bạn. Vé vào cổng là 20k một người nhé các bạn. Đây là chỗ vào cổng nhé các bạn. Còn đây là cái vé mà mình mới mua này. Vé vào cổng hầm hô. Thì bước vào cổng thì đầu tiên nó có một cái đấu trường cung thú này. Đây các bạn. Bởi vì hiện tại là Tết cho nên là họ trang trí khá là nhiều. Chỗ đây là cái bến đò này. Cái hotel này, nhà hàng Hoa Lộc Vừng, khu lứa trại này, dịch vụ câu cá này. Bởi vì là ngày Tết cho nên là trang trí đào rồi, đào giá nhé các bạn, khá là nhiều. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong. Đi vào bên trong thì nó có một cái khu đó nghỉ ngơi khá là rộng. Ở đây nó có dịch vụ thuê thuyền để đi hầm hô này các bạn. Đấy. Bạn nào muốn thuê thì đến thuê nhé. Bởi vì mình đi tham quan cho nên mình đi bộ nhé các bạn. Tí nữa đi vợ là mệt thì mình sẽ đi thuyền sau. Đấy. Khá là đẹp ha. Trong cái thung lũng tình yêu ở đây thì các bạn phải bỏ 30k để vào chụp hình check in nhé các bạn. Nói chung mà giá hơi chát một chút, nhưng mà Tết mà cũng không sao cả các bạn ơi. Nói chung là toàn là trái tim bông hồng
cái chỗ này mà đỡ làm dịch vụ cưới hỏi thì khá là đẹp các bạn. Cực kỳ đẹp luôn ha. Hiện tại thì gia đình mình đang đi bộ các bạn. Tí nữa thì sẽ đi đò về. Khổ trước sướng sau rồi. Chú vợ mát đi sao vậy? Đâu đây vợ cho mày đi này. Đi một đoạn cũng khá là xa thì tới Dinh Tiền Hiền nha các bạn. Đây. Có Dinh Tiền Hiền và cuối cùng cũng đã tới Hầm Hồ. Xíu nhưng mà gì đâu mà đi thiền rồi. Trên đây là có một cái Dinh Tiền Hiền này các bạn, giống như một cái ngôi chùa vậy. Đây. Đấy. Còn đây là người ta đang đi đò lên đấy các bạn. Thay vì đi đò mất 30k một người thì các bạn có thể đi bộ, cũng quãng đường cũng khá là ngắn. Nói chung là hiện tại cũng hot tết rồi nên là người dân đi du lịch cũng khá là ít, không có đông. Rồi đó, bây giờ xuống thử chứ các bạn. Xuống phía dưới đây thì nó có một cái nhà hàng, nói chung là cái canteen, cái quán ăn để du khách nghỉ ngơi ăn uống, đại khái là như thế. Các bạn muốn đi cầu thì chỗ đây nó cũng có một cái cầu khá là dễ thương và xinh xắn này. Đấy. Hầm Hồ thì nói chung cái chỗ này thì một ít thôi, bạn đi vào múc bên trong kia nhé. Mỗi hôm thì nước nhỏ thì các bạn có thể đi đường này, còn hiện tại thì nước lớn quá các bạn, cho nên là mình với gia đình mình chắc có lẽ phải đi qua cái đường bên kia. Nước suối chỗ này khá là trong nha các bạn, phải nói là rất trong luôn. Chỗ này nó có một cái canh khá là đẹp các bạn. Đấy. Chỗ đây thì người ta cho thuê các dịch vụ như là đạp xe. Cái đây gọi là gì? Nói chung là mình cũng không rõ nha các bạn. Nói chung là đạp xe như thế này khá là hay. Trong này thì cây cảnh khá là rừng rú nha các bạn. Nói chung là du khách đi vào trong này khá là đông luôn. Nói chung là cảnh khá là đẹp nhé các bạn, nhưng mà chủ yếu là suối thôi các bạn, chứ cũng chẳng có gì cả. Như vậy thì cuối cùng mình cũng đã tới cái nơi mà đỡ đi qua phía bên núi bên kia rồi các bạn. Người ta bắt các miếng dán thép đỡ đi qua nhé.
các bạn thấy không? Rồi đó, bây giờ mình sẽ đi qua bên đấy để xem thử như thế nào nhé các bạn. Thấy người ta làm các cái miếng dán thép đỡ đi qua bên phía bên kia nhé các bạn. Đấy. Vui vu luôn. Nhìn cảnh đẹp cực kỳ các bạn ơi. Chỗ đây nó có hai cục đá chắn ngang nè. Ui to trời ơi luôn. Đó, bên chỗ kia thì có người nước ngoài đó các bạn. Họ thì chắc chắn cũng đi phiêu lưu, đi nói chung là đi du lịch các kiểu. Còn đứng trên cao kia thì có các chú bảo vệ đỡ, nói chung là không được phép tắm. Nếu người dân nào mà tắm mà lỡ có chuyện gì thì họ sẽ ứng cứu kịp thời. Đấy các bạn, như vậy là hết hầm hồ đấy các bạn. Nói chung là lên đây thì đi chỉ đó cho biết, hoặc là Tết đi chơi cho vui thôi các bạn, cũng chẳng có gì nhé các bạn. Nói chung là không khí trên đây thì khỏi cái nói rồi, khá là trong lành mát mẻ luôn. Cây cối này các bạn thấy không? Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn nào thấy hay thì đừng quên cho mình một like, đăng ký, chia sẻ nhé các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video và clip tiếp theo. Cuối cùng đã xuống được thung lũng tình yêu, y như ở Đà Lạt luôn. Trời ơi, cái con mặc đồ kimono con này đẹp này hết, cái chuyện rồi nó đẹp ta. Anh Nam đứng lên đi, em chặt cho. Vô mà